Mỹ lừa Nga và Syria thu nhặt hai tên lửa hành trình giả mạo. Quân đội Syria nói rằng đã bàn giao cho Nga hai quả tên lửa hành trình của Mỹ trong tình trạng còn nguyên vẹn, trong khi có giả thuyết khác cho rằng đây chỉ là tên lửa mồi bẫy. Thông tin về hai quả tên lửa còn nguyên vẹn được vico Murakowski, thành viên của Hội đồng Tư vấn Ủy ban Công nghiệp Quân sự Nga tiết lộ cuối tuần trước. Ông Murakowski cho rằng các chuyên gia Nga sẽ phân tích kỹ lưỡng hai quả tên lửa này vì đây rất có thể là những công nghệ tên lửa hành trình mới nhất rất có ích cho Nga. Một số nhà quan sát quân sự nhận định không có một bức ảnh hay thông tin chính xác về hai quả tên lửa khiến nhiều người nghi ngờ về tính xác thực của thông tin trên. Rất có thể chỉ là hai quả tên lửa giả đóng vai trò như mồi bẫy. Quân đội Mỹ có loại tên lửa mồi bẫy riêng biệt, với giá thanh rẻ, có thể bắt trước chiến đấu cơ hoặc tên lửa hành trình để thu hút sự chú ý của hệ thống phòng không đối phương. Ngay sau khi Mỹ, Anh và Pháp tấn công Syria ngày 14 tháng 4, giới quan sát cũng nhắc đến loại vũ khí này. Lầu Năm Góc khi đó không xác nhận có bao nhiêu quả tên lửa MALD được phóng đi làm mồi nhử, kèm theo các tên lửa hành trình Tomahawk và JASSM. Thông tin này càng có cơ sở khi tờ Sputnik của Nga đưa tin rằng hai quả tên lửa mà quân đội Syria tìm thấy trong tình trạng không kích nổ. Dĩ nhiên các tên lửa mồi bẫy không trang bị đầu đạn và không kích nổ khi va chạm với mục tiêu. Giới quan sát phương Tây cho rằng quân đội Syria và Nga hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là MALD, đâu là tên lửa hành trình JASSM, bởi MALD chỉ nặng 115 kg và dài 2,84 m, trong khi JSSM dài tới 4,27 m và nặng gần 1 tấn. Giá thành của tên lửa MALD cũng rẻ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 120.000 đô la Mỹ. Có một khả năng khác là người Nga biết mình chỉ mang tên lửa mồi bẫy, nhưng sự bí mật không công bố để gây hoang mang cho Mỹ. Cho đến nay, Nga chưa công bố bức ảnh nào cho thấy quân đội nước này đang nắm trong tay một quả tên lửa JASSM còn nguyên vẹn. Vài ngày sau đợt tấn công hôm 14 tháng 4, Syria lại thông báo bị nã tên lửa ở hai căn cứ quân sự chiến lược. Nhưng nguồn tin quân sự Mỹ tiết lộ với Reuters cho biết, thủ phạm khiến hệ thống phòng không Syria nhận báo động giả là do Mỹ sử dụng MALD giả tín hiệu tên lửa hành trình. MALD còn có thể phát tín hiệu gây nhiễu, làm hệ thống radar của đối phương nhận diện sai mục tiêu Giống như tên lửa thông thường, MALD được phóng từ máy bay. Trong suốt hành trình bay, tên lửa di chuyển theo đường bay được lập trình từ trước và tạo ra khoảng 100 mục tiêu giả khác nhau. Các hệ thống phòng không không đối đất khi đó không thể phân biệt được đâu là mục tiêu thật giả, dẫn đến việc bị quá tải và bị gây nhiễu. MALD còn có chức năng tái tạo lại tín hiệu của pháo đài bay B-52H hay B-2 Spirit. Theo giới quan sát phương Tây, MALD có đủ sức thách thức các hệ thống phòng không tối tân nhất ở Syria hiện nay, như S-300, S-400, dọn đường cho các tên lửa tomahawk thực sự đánh trúng mục tiêu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Nga che mắt Mỹ để chuyển giao siêu tên lửa phòng không cho Syria. Màn khói được tạo ra tại căn cứ Tartus của Nga ở Syria được cho là để che mắt vệ tinh khi Moscow bàn giao tổ hợp S-300 cho Damat. Trang Wela Russi, thân chính phủ Syria ngày 21 tháng 4 cho biết các thủy thủ trên một tàu hải quân Nga tại quân cảng Tartus ở Syria đã dùng thiết bị tạo màn khói khi hoạt động tại cảng. Đây được cho là cách Nga che mắt các vệ tinh, máy bay do thám trước khi nước này chuyển giao tổ hợp tên lửa phòng không S-300 cho Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó khẳng định, nước này không còn chịu rào cản trong việc cung cấp tên lửa phòng không S-300 cho Syria, nhất là sau cuộc không kích của Liên quân Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào Damas dạng sáng 14 tháng 4. Tuyên bố của ông Lavrov dường như là dấu hiệu cho thấy Nga sẽ sớm chuyển giao S-300 cho Syria. Tuy nhiên, việc sử dụng màn khói của lính Nga thường chỉ che mắt được thiết bị quang học, khó lòng đối phó được với những cụm cảm biến hồng ngoại hoặc radar khẩu độ tổng hợp của phương Tây. Bên cạnh đó, hai tàu hàng rời Nga từ trước cuộc không kích nhằm vào Syri cho thấy chúng khó liên quan đến những tuyên bố của ông Larov. Điều đó khiến giới phân tích đặt ra dấu hỏi về tính xác thực của tuyên bố Nga bàn giao tên lửa S-300 cho Syri dưới màn khói ngụy trang. Một vận tải cơ chiến lược AN-124 của Nga hôm qua cũng hạ cánh xuống sân bay quân sự Hemin, Tây Nam Syria. Loại máy bay này từng được quân đội Nga sử dụng để triển khai các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 đến Syria vào cuối năm 2015 và đầu năm 2018. Do đó, một số nguồn tin địa phương cho rằng, nhiều khả năng hệ thống tên lửa S-300 được vận chuyển đến Latakia theo đường hàng không. Nếu được trang bị hệ thống S-300, năng lực phòng không của Siri sẽ được tăng cường đáng kể. Đài radar nhìn vòng 64N6E của biến thể S300PMU2 có thể phát hiện đồng thời 300 mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km, đủ sức giúp lực lượng phòng không Siri phát hiện mọi mối đe dọa từ trên không. Một tổ hợp S-300 gồm 6 xe chở đạn kiêm bệ phóng TL, mỗi xe mang được tối đa 4 đạn, cùng xe chỉ huy và radar các loại. Radar điều khiển hỏa lực có thể dẫn bắn cho 12 tên lửa cùng lúc, nhắm vào 6 mục tiêu riêng rẽ với tầm bắn tối đa 195 km. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức Vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Tổng thống Pháp dựa vào lời ra tiết lộ về cuộc tấn công Syria. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông xem bản thân ngang hàng với tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc không kích Syri là sự thể hiện, Pháp cũng là một phần trong vấn đề tại đây. Reuters đưa tin, ông Emmanuel Macron có cuộc phỏng vấn kéo dài gần 3 giờ về kết quả năm đầu tiên đảm nhận cương vị Tổng thống Pháp với phát thanh viên Jean Jacques -Je Bodin của đài RMC và Edwin Plenen của trang Media Pass hôm 15 tháng 4. Sau khi chương trình phát sóng trên BFM TV, Tổng thống Pháp cùng các nhà báo đã nâng cốc và dường như rượu vào lời ra, khiến nhà lãnh đạo Pháp có một số chia sẻ. Tôi ngang hàng với Putin. Lời ông Macron được nhà báo Putin tiết lộ. Ông Putin cũng chia sẻ thêm trên đài phát thanh RMC rằng các cuộc đối thoại không chính thức với người đứng đầu của nhà nước giúp ông có cái nhìn sâu sắc về vai trò của Pháp trong cuộc khủng hoảng Syria và thái độ của ông Emmanuel Macron đối với ông Vladimir Putin. Ông Putin hiểu rõ tôi và tôi quyết định tấn công Syri để gửi thông điệp cho ông Putin rằng chúng tôi cũng là một phần trong vấn đề này. Nhà báo Pháp nhắc lại lời ông Emmanuel Macron. Theo ông Boudin, nhà lãnh đạo Pháp cũng gọi cuộc không kích do Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào các cơ sở dân dụng và quân sự của Syri do Mỹ, Anh và Pháp tiến hành là một quyết định sẽ đưa tới hòa bình tại Syri. Trong cuộc phỏng vấn hôm 15 tháng 4, ông Emmanuel Macron nói Ông đã thuyết phục với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng cần thiết phải duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria và các cuộc không kích của liên quân nên được giới hạn trong cơ sở cáo buộc có vũ khí hóa học. Tuy nhiên không lâu sau đó, Mỹ nhắc lại rằng quân đội nước này sẽ rút khỏi Syria càng nhanh càng tốt. Tổng thống Emmanuel Macron phát lệnh cho các lực lượng Pháp tham gia cuộc không kích Syria do Mỹ dẫn đầu mà chưa có sự phê chuẩn của Quốc hội. Các thành viên trong quốc hội có ý kiến trái chiều về quyết định của ông Macron khi nhiều nghị sĩ gọi vụ phóng tên lửa là bất hợp pháp vì được thực hiện khi không có sự ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc và chưa có bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào khẳng định chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Ông Putin và Macron dự kiến gặp mặt tại Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg tổ chức vào tháng năm tới. Tổng thống Pháp đã quyết định không hủy bỏ chuyến thăm Nga bất chấp những bất ổn hiện nay trong mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây về Syri cũng như vụ hạ độc cựu điệp viên hai mang Sergei Seripan. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Pháp đòi lại phần thưởng cao quý của Tổng thống Syri Basa al-Assad. Chính phủ Pháp lên kế hoạch tước phần thưởng cao quý nhất nước này trao tặng cho Tổng thống Syri cách đây 17 năm. Điện Elis xác nhận Thủ tục tước quân chương bắt đầu bội tinh đang được tiến hành. AFP dẫn lời thông cáo từ văn phòng của tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cho biết, chính phủ nước này dự kiến tước quân chương của tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ vài ngày sau cuộc không kích của liên quân Mỹ, Anh và Pháp vào các cơ sở ở Syria nhằm đáp trả việc nước này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường tại thành phố Duma, ngoại ô thủ đô Damas làm khoảng 70 người thiệt mạng hồi đầu tháng. Tổng thống Assad được cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac trao huân chương bắt đầu bội tinh hạng nhất vào năm 2001, không lâu sau khi ông Assad lên nắm quyền. Chỉ các tổng thống Pháp mới có quyền tước danh hiệu của những người nước ngoài. Lý do tước huân chương được cho là bắt nguồn từ hàng loạt cáo buộc nhắm vào ông Assad, cho rằng tổng thống Syria đứng sau các vụ tấn công hóa học trên lãnh thổ nước này từ năm 2001. Đây không phải lần đầu tiên tổng thống Macron tước huân chương của một người nước ngoài, ông từng thực hiện hành động này với nhà sản xuất phim Harley Weston sau hàng loạt cáo buộc quấy rối tình dục và cưỡng bức nhắm vào ông trùm Hollywood. Bắt đầu bội tình là huân chương cao quý nhất của Pháp, được Napoleon Bonaparte lập ra ngày 19 tháng 5 năm 1802 để tặng thưởng cho những cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp. Những người được tặng bắt đầu bội tinh sẽ trở thành một thành viên trong quân đoàn danh dự. Trang web của quân đoàn danh dự cho biết Số lượng định mức huân chương tối đa là 125.000 chiếc, chia cho 5 cấp bậc, trong đó huân chương hạng nhất chỉ có 75 chiếc. Mỗi năm có khoảng 3.000 người được trao tặng phần thưởng này. Tính đến nay, chính phủ Pháp đã trao huân chương bắt đầu bội tinh cho hơn 110.000 cá nhân. Không chỉ là danh hiệu dành cho người Pháp, bắt đầu bội tinh còn được trao tặng cho những người nước ngoài, thường là nguyên thủ quốc gia, thành viên quốc hội, đại sứ và những cá nhân có công trạng lớn đối với nước Pháp. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo.